Đấng Quan Âm ngoài thần lòng lòng ai khắp thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quay. Quan ai thế âm cứu cò đỏ lành hệ Ngài nghe tiếng ưng chánh tới liền. Dầu trong bệnh liên miên khó cực ngay niệm danh Ngài làm tân khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy, lòng từ bi chân chất đáng ghê, tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ ấy, mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy, chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi Ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi, Ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho
thành đốt nén tâm hương ấy, vừa niệm danh hiệu tái ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc ban, chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thơi. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát, Tân Tùng Tòa Khởi Thiên Đáng Hữu Kiên, Hiệp Chương Ứng Phán Nhĩ Ta Thì Ngôn Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quán Thế Phần Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thư. Nhờ hơ vô lượng ba thế quang ước chúng sanh thọ chữ khổ não văn, thì Quan Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát tấn thời quang kỳ âm thanh nhi đăng giải thoát. Như hữu trì thì Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thiên nhâm đại hoa hoa bất năng, thiếu do thì Bồ Tát hoài thần lưng có nhượng vi đà, vì cho phiêu xưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ, nhường hữu ba thiên hoàng ứng chúng sanh vì cầu kim ngân lưu ly. Xa cơ mà não sáng ngô vánh trăng cháu đang bao nhầm ư đại hải và sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quý quân kỳ trung nhượng hữu này chi nhân nhân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già thì như nhân đặng giai đăng giải thoáng là phụng hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung già xóa la sang. Dùng lại nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng, dĩ an nhàn thì chi huống phục gia hại thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhược vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh tăng đoàn hoài tức đắc giải thoát. Nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoàng
tăng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thể trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiền nam tứ văn đa khung bố như đắng ưng đương nhất tâm sừng quan thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế chúng sanh như đắng như sừng danh già tứ oán tạc đương đăng giải thoáng chúng thường nhân bằng câu phát thanh ngôn nam mô quan thế âm bồ tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quan thế âm bồ tát ma ha tăng hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đa hư danh vô thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tường đắng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tiền đắng ly si vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thì đắng đại oai thần lực đa sơ nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quan thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục thầm nhị ứng hằng hà sa bồ tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hòa cố ý dược ư nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhược phong hữu nhân lắm đương thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bấn ca cùng tăng vô tận ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đặc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý bồ tát bánh phần ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà lợi giới bấn hà nhi vị chúng sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như hứa quan độ chúng sanh ứng di phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng di bích chi phật thân đăng độ gia tấn hiện bích chi phật thân nhi vì thuyết pháp ứng di thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thanh văn thân nhi vị thuyết pháp ứng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vị thuyết pháp ứng di đế thích thân đăng độ gia tấn hiện đế thích thân nhi vị thuyết pháp ứng di từ tại thiên thân đăng
cực hiền từ tài thiên thần nhi vị thế pháp ưng di đại từ tài thiên thần đắng đồ giam cực hiền đại từ tài thiên thần nhi vị thế pháp ưng di thiên đại tướng quân thần đắng đồ gia tân hiền thiên đại tướng quân thần nhi vị thuyền pháp ưng di tỳ sa môn thần đắng đồ tân hiền tỳ sa môn thân nhi vị thuế pháp ưng di tiểu vương thân đắng đồ gia tân hiền tiểu vương thân nhi vị thuế pháp ưng di trưởng gia thân đắng đồ gia tân hiền trưởng gia thân nhi vị thuế pháp ưng di cư sĩ thân đắng đồ gia tân hiền cư sĩ thân nhi vị thuế pháp ưng di tế quan thân đắc đồ già tân hiền tế quan thân nhi vị thuế pháp ưng di bà la môn thân đắc đồ già tân hiền bà la môn thân nhi vị thuế pháp ưng di tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân đắng đồ gia thân hiền tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân nhi vị thuế pháp ưng di trưởng gia cư sĩ thế quan bà la môn phụ nữ thân đắng đồ gia thân hiền phụ nữ thân nhi vị thuế pháp ưng di đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia thân hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuế pháp ưng di thiên long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đắng đồ gia thân gia hiền chi nhi vị thuế pháp ưng di chấp kim cang thần đắng đồ gia thân hiền chấp kim cang thần nhi vị thuế pháp phò thần ý thì vẫn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đàn ưng đương như cái tâm cúng dường quán thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thí vô ý giảm vô tận y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quán thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh lạc gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ phẩm thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm nhi thời phần ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân phi nhân đắng thọ kỳ anh làng phân ta nhị phân nhân phần phong thinh ca mâu ni phật nhờ phần phụng đa ba phần tháp vô tận y quan thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ta bà thế giới nhị thời vô tận y bồ tát di kệ vẫn việc thế tổ
con diêu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vĩ quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám vô tận y như thánh quang âm hành thiện ứng chư phương xa hoàng thề thăm như ái linh kim bất tư nghị thị đa thiên ứng phân phan đại thân tình nguyện ngà vì như lừa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đài hoa canh niệm bi quan âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cự hải long ngư chư quý nàng niệm bi quan âm lực ba làng bân một hoàng tài thu di phong vì nhận sơ thôi đoà niệm bế quan âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim can sơn niệm bi quan âm lần bất năng toàn những mau hoàng trì hoàng tận nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quan âm lần đao tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam niềm bi quán âm lờ hoàng trước ở bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đặng niềm bi quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn niềm bi quán âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khí đồng yên hóa nhiên niềm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chùa đại vô niềm bi quán âm lớn ngưng thời đặng tiêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần hoàng thù tri phương tiền thăm phương chư quang đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư khổ gì tìm tất linh diền chân quang thanh tình quang quang đại trí huệ quang bi quang cầm từ quang thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quang huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian vì thế giới lôi chân từ diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung niệm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 vào sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh năng vì tăng y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn nhi thời trì đi Bồ Tát Tơ Thông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế thôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam đường trì thế nhân không đừng ba theo và thuế thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm
Bồ Tát Phổ Môn Phạm Trần Nguồn Viên An Đa Rì Đa Rì Đống Đa Rì Đống Đốt Đa Rì Ta Bà Hà An Đa Rì Đa Rì Đống Đa Rì Đống Đống Đa Rì Ta Bà Hà An Đa Rì Đa Rì Đống Đa Rì Đống Đống Đa Rì Ta Bà Hà Lùng Từ Đại Minh Chân Ngôn An Ma Ni Bác Chi Hồng An Ma Ni Bác Di 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 Hồng Bác Di Hồng An Ma Ni 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 Bác Di
Quang Thế Âm Bồ Tát.
sang từ thì không không tương thì sang thọ tư hành thân về phụng như thì xá lời từ thì chữ phá không tương bớ sanh bằng gì bằng câu bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sáng vô toàn tương hành thơ vô nhang nhị tí thì thăng ý vô sa thịnh hương về sông phá vô nhang giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chỉ vô lão từ diệt vô lâm từ tầng vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bằng tam thế chư phật thì bằng nhà ba la mật đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô trì bằng nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhưng thiết cô chân thiền bẩn hương cô thuyền mang nhà ba la mật đa chú thân thuyền chú biển yên đây đế ba la a di đà na tỳ ca lăng đa a di đà na tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô
ba già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tình a di đi đa tha nam bà tê a di đi đa tê ca lang đa a di đi đa tê ca lang đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điện già tha a di đà đô ba tê a di đà đa ta đà ba tê a di đà đa tê ca lang đế a di đà đa tê ca lang đa già di ni già già na chi đà ca lê ta ba ha a di đà phật thân kim sang ngay tướng hạ quang minh vô đẳng bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quan trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ban nguyện độ chúng sanh cư bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô thầy phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 phật nam mô a di đà 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 phật
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Vào trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù, và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy, lòng từ bi chờ chắc đáng ghê. Tôi nhỏ
tri có ai bì dốc lòng bỏ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Miền Nam hải núi Phò Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai tâm thanh khó chẳng nài công phu ê nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đức Như Lai truyền dạy không sai ta chớ có quản này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em trong khổ hải đò từ vấn đời bớt chúng sanh đưa tới làng ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô thông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ, nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo ai nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung mà cứu hoa cài kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bằng lữ nguyện gì thư công đức an phố cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo từ những thế